Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cường sẽ chia sẻ với các bạn cách làm kim chi. Kim chi là món đại hàng rất ngon mà hầu như bây giờ được phổ biến khắp nơi. Thì trước khi làm thì chúng ta phải có một số ingredient. Thì trước mặt Cường đây Cường có cắt sẵn là 2 lát gừng, nửa muỗng đường cát, 1 muỗng tỏi bầm và một củ hành tây, nửa cup nước mắm của người Việt Nam và khoảng 1 cup ớt bột của đại hàng, và đây khoảng nửa cup muối. Thì đây là trong những trước khi mình làm mình phải có những ingredient này trước để chuẩn bị trước để mình làm. Thì món kim chi này rất dễ lắm các bạn. Nếu mà ở ngày cuối tuần mà các bạn không có làm gì mà bạn có những đứa con nhỏ thì mình cũng có thể rủ mấy đứa con để làm chung với mình, cũng như là cách sinh hoạt trong gia đình như vậy thì sẵn tiện luôn, nó cũng rất cách giúp mình sau này. Thì bây giờ là Cường đang ngâm mình gãi thêm một chút xíu muối vô. Bây giờ mình ngâm nó nha, khoảng 20 phút để cho nó thấm, gãi nó thấm vào. Rửa lại thêm một lần nữa để cho nó bớt mặn đi. Các bạn thấy nó cabbage nó rất là nhiều, nhưng mà khi mà bỏ vô keo rồi mình ủ nó qua một ngày trời thì nó sẽ xuyên lại, nó teo lại. Bây giờ mình sẽ rửa lại thêm một nước nữa. Mình rửa thêm một nước để cho nó bớt mặn và bớt dơ. Thì các bạn cũng biết là kim chi này rất là dễ làm, không có khó đâu. Thì mình đôi khi mình làm ở nhà thì cũng phải tùy cơ ứng biến, có khi thiếu món này thì hoặc là dư hoặc là không đủ thì mình cộng vô thêm thôi, nhưng mà trước sau nó cũng làm ra kim chi rất là ngon, ăn bữa cơm là rất là ngon kim chi. Thật ra thì các bạn cũng biết, đi ra tiệm các bạn mua kim chi thì nó cũng rẻ chứ không có mắc, nhưng mà các bạn làm ở nhà và các bạn biết cái chất lượng của món ăn của các bạn nhiều hơn là các bạn đi ra ngoài mua. Để đi ra ngoài mua thì mình cũng không biết họ làm có sạch hay là không. Thì bây giờ mình để gáo nha. Thì hiện giờ thì Cường ở đây thì Cường có 2 cái tép quy no nhìn, thì mình cắt làm 4 ra. Đó các bạn, thì cũng như Cường nói, kim chi này không phải là chỉ na bạc tha bạch thôi, mà các bạn có thể dùng bất cứ cải nào mà bạn thích ăn thì bạn làm cũng được nữa. Mình muốn cắt một chút xí hành vô để ngâm vô trong kim chi để cho nó có cái mùi vị thơm hơn và nó có màu mè nữa, nó cũng đẹp. Đây thì xong. Hôm trước Cường làm kim chi cũng bỏ giá vô, còn bỏ giá vô nữa đó. Mình có thể lấy giá mình ngâm cũng được. Thật ra kim chi là của người đại hàng, còn người Việt Nam mình thì có những món dưa chua hoặc là làm cải chua thì nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà nó khác một chút xí. Thì đây mình có gừng nè các bạn, thì đây mình sẽ dùng, mình cắt gừng gan nhỏ nè để mình hòa bình, bỏ vô cối vô xay cho nó nhuyễn. Thank you.
Sau đây là mình có tỏi. À, tỏi đây, mình bỏ một muỗng tỏi vô. À, kế đây là mình sẽ cắt hành. Đây là nửa cốc nước mắm nha, bỏ vô. Còn đây là ớt, ớt bột cây. Như thế là xong. Thì đổ chút xíu nước. Thường thường đó thì người ta dùng nước cũng được, hoặc là các bạn nếu mà có nhà có apple juice thì đổ một can nhỏ apple juice vô đây ha, thì mình xay nó thì nó thơm. Còn không có cũng được. Như Cường nói là cách này là đơn giản đối với Cường, không phải cần đủ đồ. Giờ cái cỏ mình xay. Ok, thì sau khoảng 2 phút lên thì nó đã nhuyễn ha, mình lấy xuống. Thôi này các bạn, không khi mình xay rồi thì các bạn thấy nó paste như gì đó ha. Mà trong thời gian mình xay, thí dụ mà nó kẹo quá thì mình đổ chút xíu nước vô để làm cho nó rộng lại. Nhưng mà nó thì bây giờ rất là thơm, tỏi gừng, có tỏi, có gừng, có đường và có ớt trong đây. Đây là nước sauce, thì bắt đầu mình truyền chảy qua nha các bạn. Mình chuyện cải qua, cái gì nó được muối rồi, đó là mình đổ nó vô đây. Đó. Mình sẽ ngào cho nó đều như vậy, ngào đều lên cho nó thấm ớt. Làm từ đợt như vậy thì nó sẽ đậm đà hơn. Vét hết những cái. Lý do là mình thích ăn món này thì nó cũng tốt cho sức khỏe mình lắm á. Nó có rất nhiều vitamin nè, antioxidant nè, làm cho da tốt. Nhìn thế là bắt đầu mình bỏ vô keo vô được rồi nha các bạn. Trong vô keo. Okay. Bắt đầu mình sẽ transfer vô, mình bỏ vô cái keo nha. Mình bỏ vô, mình làm cái keo này cho ông bạn mình nè. Cái thằng mình có một bạn Mỹ ở trong hãng làm á, nó thích ăn kim chi lắm. Lúc nào nó cũng hỏi mình là
Chừng nào làm kim chi cho nó thử luôn. Nó ăn kim chi cũng như là ăn đồ chơi vậy, snack vậy. Đây là cái keo kim chi mà mấy năm về trước mình mua mình ăn mình để dành lại. Bây giờ mình xài nó. Bỏ kim chi mà của mình làm vô. Thì cái kim chi này mà các bạn ủ chừng 3 ngày, trong vòng 2 ngày. Sau 2 ngày các bạn sẽ thấy nó cái bọt cái bong bóng á, nó nổi ở trong cái cho nè mà nó chạy vòng vòng vậy đó ha. Thì là tất nhiên là nó cũng đã good rồi đó, nó hiệu quả rồi đó. Thì các bạn để ở ngoài khoảng 3 ngày đi, sau 3 ngày các bạn bỏ vô tủ lạnh. Kim chi này các bạn có thể để tới 3 tháng tới 6 tháng trong tủ lạnh ăn không có hư. Sau 3 ngày các bạn ăn được rồi, nó sẽ thơm lắm các bạn. Về hiểu bây giờ cái mùi thơm bốc lên quá trời thơm luôn. Kim chi này rất là thơm đó. Khi các bạn bỏ vô các bạn nhúng nó chứ. Một lần nữa thì Cường đã nói kim chi này rất là dễ làm nha bạn, nhưng mà kim chi thì nó phải có mặn và nó chua, các bạn để càng lâu thì nó càng chua. Kim chi này càng lâu càng chua mà vẫn ngon. Những bữa cơm là phải có mấy món này ăn, bây giờ Cường thích ăn thường ăn lắm. Rất là thơm, rất là thích. Rất là dễ làm. Làm chừng 2 keo này mình ăn cũng mệt rồi đó nha. Giờ chừng mà như các bạn nói là các bạn biết ủ chừng 2 ngày, 3 ngày nó sẽ tạo ra thêm nước ở trong cái cho này. Và các bạn sẽ thấy là cái bong bóng nổi bọt vô trong. Dặn cứng lại đó. Đây. Thế là chúng ta đã có một kim chi này hả các bạn. Kim chi homemade ngày hôm nay thì Cường cũng hy vọng là các bạn có thời gian sẽ làm kim chi, tập làm kim chi ăn thật là ngon, tốt cho sức khỏe và cơ thể của mình. Rẻ tiền nữa, nếu mà mình có những đứa con nhỏ ở nhà thì mình tập làm chung với nó rất là thú vị. Mình có thể làm một món một cái keo như vậy này mình tặng cho gia đình, anh em, bạn bè mình trong những ngày lễ cũng được. Nếu các bạn có thích thì bấm cho Cường like, subscribe để cho Cường có một cái tinh thần để làm cái video khác. Và mong các bạn có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.